mời bạn ngồi. Rồi. Mời bạn nam. Rồi. Mời đi bạn. Rồi, xin chào. Mời đàn gái giới thiệu về mình trước nào. Dạ, em xin chào chị Nam Thư. Chào anh Quyền Linh và bạn nam bên kia. Và chào tất cả các anh chị khán giả hôm nay. Em tên là gì? Dạ, em tên họ đầy đủ là Công Quyền Tôn Nữ Thùy Oanh. Công Quyền Tôn Nữ Thùy Oanh. Thùy Oanh. Dạ đúng rồi, em cũng là một trong những công chúa khắc lạc của thời đại, thời triều trước anh. Nhớ cho em trai em đọc lại coi. Công Quyền Tôn Nữ Thùy Oanh. Đúng rồi, nhớ nha. Em bao nhiêu tuổi Oanh? À dạ, em sinh năm 1989. Năm nay em 30 tuổi. Em làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang làm trưởng phòng kinh doanh bất động sản anh. Bạn nam giới thiệu về bản thân mình tí xíu ha. Chào các vị khán giả. Chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư. Mình tên là Nguyễn Xuân Tùng, sinh năm 1981. Mình đang làm công ty bất động sản. Mình quê gốc là thành phố Hồ Chí Minh. Và nhà hiện tại đang ở là quận 12. Ưu điểm, khuyết điểm của đàn gái là gì? Em nói khuyết điểm của em trước nha. Khuyết điểm của em là nói nhiều và hay cọc tính, nóng tính. Rồi còn ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em được cái là vui vẻ, nhiệt tình. Thích nấu ăn nhưng mà không có biết nấu ăn. Vậy sao mình không học? Nói chung là em thích bạn nam nấu ăn cho em hơn chị. Thích có bạn nam nấu ăn cho mình hơn. Rồi còn bạn nam sao ha? Ưu điểm của em là em rất là siêng học, ham học, đọc sách, đọc báo rất nhiều, chịu khó tìm tòi nghiên cứu. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì nói hơi nhiều và hay lý luận. Bây giờ thì hãy nói một chút xíu về tình trường của mình đi. Dạ em thì tới giờ này thì em tổng cộng là 6 mối tình. Mà trong đó 4 mối tình là đơn phương. Còn 2 mối tình là có đối tác. Đơn phương là mình yêu người ta, mình bao lâu mà mình không dám nói, hay có là mình là có nói người ta không yêu? Mình thấy người ta dễ thương, mình thích, mình cũng thổ lộ nhưng mà người ta không chịu mình. Còn có cái là người ta thích mình, người ta thổ lộ nhưng mà mình không thích người ta. Là bốn cái. Rồi còn hai cái kia là bao nhiêu năm? Hai cái kia là có đối tác nhưng mà nó ngắn một mối tình là thời học sinh. Rồi. Thời đó nhát lắm. Còn cái mối tình gần đây nhất nè. Thì mối tình gần đây là khoảng năm 2017, quen với bạn đó trên Zalo. Thì hai người quen nhau cũng tầm khoảng mấy tháng. Rồi cũng đi chơi một hai lần. Nhưng mà hai người không đến được với nhau. Tại vì bạn đó đạo Thiên Chúa. Tôi xin hỏi bạn bên kia đạo gì? Dạ hiện tại thì em không có đạo. Vậy cũng được. Để bạn nữ bên em sẽ nói về tình trường tình của trường. Mình nè. Tình trường của em thì từ nhỏ tới bây giờ, hiện tại 24 tuổi em quen một người. Và sau cuộc tình đó thì em không quen ai nữa hết. Hiện tại thì giờ là 6 năm, chưa có mối tình thứ hai. Em quen mối tình thứ nhất bao nhiêu năm? 2 năm anh. Tại sao chia tay? Tại bạn đó đẹp trai quá nên hơi lằng nhằng tí. Chúng em bị bất đồng về tiếng nói, không có tiếng nói chung nha. Vậy thì sau mối tình đó, bạn có rút ra được kinh nghiệm gì cho bản thân không? Với em thì em quen thì em thích sự chung thủy hơn. Cho nên là em nghĩ là với em tình yêu nó rất là quan trọng. Rồi. Nhưng mà em tìm chưa đúng người cho nên là tới thời điểm bây giờ vẫn chưa. Hy vọng hôm nay bạn sẽ tìm đúng người đâu. Để mình qua mình coi mặt nhà trai bên đó thôi. Đó. Chào anh. Chào chị. Dạ. Tức là sao mình lâu quá mình không có bạn gái thì mình buồn không? Đi sớm về khuyên mình chắc cũng buồn đúng không? Cũng buồn, cha mẹ cũng hối thúc rất nhiều. Mà bữa giờ mình tìm hoài cũng chưa được đối tượng. Mình có lên trang duyên số rất nhiều, mình kết bạn cũng nhiều lắm. Lên duyên số.com làm quen luôn. Đúng rồi, nhiều lắm, cũng khoảng mấy chục người á. Rồi có đi gặp người ta không? Cũng có gặp một hai người thôi, còn mấy người kia chát 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 thôi mà mình thấy nó không có hợp. Vậy thì anh có thể nói chi tiết về cái mẫu hình bạn gái mà anh mong muốn không? Mình thì cũng không đòi hỏi gì nhiều đâu. Thứ nhất là mình muốn là bạn gái đó, thứ nhất là hiền, dễ thương. Rồi mặt phải nhìn được gái, dễ nhìn. Rồi có nghiệp ổn định, nói chuyện hợp với mình. Rồi biết thông cảm, chia sẻ, xem đi thôi. Chứ mình đòi hỏi nhiều quá chắc không có đối tượng nào phù hợp với mình. Tại vì nãy giờ cũng nhiều lắm rồi đó. Nãy giờ ít lắm á, có khoảng 5-7 cái gạch đầu dòng à. Nhưng mà không sao, những cái mà anh mong muốn thì thực sự ai cũng mong muốn đi tìm một cái mẫu bạn gái như vậy. Lúc nào cũng phải thấu hiểu, lúc nào cũng phải chia sẻ. Yên tâm, anh bên kia nhìn cũng đàng hoàng, đứng đắn, chững chạc. Rồi sao mình nói hình mẫu chi tiết của mình nè. Dạ, mẫu hình lý tưởng của em là một anh nam thanh tú, sạch sẽ, biết nấu ăn, biết quan tâm và chăm sóc bạn gái mình. Thanh tú, sạch sẽ, biết nấu ăn, hết rồi hả? Dạ. Sao cười hoài vậy? Cái cô này có cười hoài anh Linh ơi. Chào em gái. Chào anh Quyền Linh. Mấy cái mà bà đề ra bà có kỵ hút thuốc không? Dạ em không thích hút thuốc. Nhậu bia nhậu thì hai đứa cùng đi nhậu được. Rồi.
Rồi hói sao? Hói thì em có nhân viên nó bán dầu gọi chị hói được. Bán cho anh lên. Xin địa chỉ đi. Nhưng mà nếu mà chị không được thì nó vẫn hói như ngày xưa thì được không? Nói chung là vấn đề hói nó không quan trọng lắm, quan trọng là anh đó cầu tiến, biết làm ăn. Được, biết câu này được nè. Thương em là được rồi. Anh thích câu này. Phát tài cái. Tôi thấy nhẹ người. Bây giờ thì tuổi này cũng có thể là kết hôn nó chín chắn rồi đó ha. Nếu được thì khoảng bao lâu, năm nay không? Nói chung là em cũng muốn tìm hiểu trong vòng thời gian ngắn. Qua được thì đầu năm sau mình cưới. Đàn được. Trai chịu đàn gái rồi đó. Bây giờ mình gặp gỡ người thân cho biết vài ý kiến, xong mình mở rào cho hai bạn gặp mặt ha. Rồi, hôm nay Thùy Anh đi với ai? Dạ, em đi với chị hai, chị ba, vợ chồng anh chị năm. Dạ. Dạ, sếp em. Chị Tư, là em là Tư. Em thứ 8. Thứ 8. Nhà em thứ 8 chị em lần. 8 chị em lần. Dạ. À. Rồi, chào gia đình của Thùy Anh. Dạ, xin kính chào anh Quyền Linh. Rồi, chào anh. Chào chị Nam Thư. Dạ. Em cũng chào bên họ trai và các khán giả có trong trường quay. Nãy giờ thấy trao đổi giữa Quanh và bạn trai bên này thì thấy bạn trai bên này cũng nhanh nhẹn, nhìn thì cũng hòa đồng vui vẻ. Nhưng mà quan trọng là chỗ hai đứa có, nãy giờ nó có cái sự đồng điệu hay không. Thì đó là cái quyết định của về hai đứa. Anh cũng hy vọng là hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. Anh chúc hai đứa thành công. Yeah. Rồi, cảm ơn đàn trai. Rồi, xong đàn gái, bây giờ mình có ý kiến phát biểu của đàn trai đâu? Là ai? Dạ, hôm nay em tới đây với lại đi là anh Lộc, là anh chú bác ruột. Rồi Hương là bạn thân và Thái là bạn thân. Rồi, rồi đại diện chú có đôi lời chia sẻ đấy chú. Xin chào Quyền Linh, chào Nam Thư. Dạ. Chào bên bạn gái với lại chào cả trường quay. Thì theo anh nhận xét thì thấy em gái cũng dễ thương, quyết định là của hai em. Dạ. Chú thấy là có nên bấm nút không? Không, cái này là nên bấm nút á. Bên bấm nút. Khuyến khích bấm nút á. Cứ bấm nút mình tìm hiểu thôi, mà mình hợp được thì mình cứ tiến tới hôn nhân thôi. Rồi, rồi, cảm ơn chú. Rồi, xin cảm ơn. Bây giờ ta mở ra. Rào đã mở. Các bạn tự nhiên bắt đầu đi. Chào em. Chào anh. Mình là bán dự án là của đất nền hay nhà phố hay biệt thự hay sao? Dạ em đang bán dự án căn hộ. Căn hộ, anh cũng đang bán căn hộ đây. Thôi, cái này em nghĩ là em tặng anh. Có dịp thì hai đứa mình sẽ cùng đọc. Ok, cảm ơn em. Tại vì anh thì anh thích đọc sách. Mà này em đọc anh 5 ngôn ngữ tình yêu. Sách hay, nhìn vô là biết hay rồi. Cảm ơn em ha. Anh cũng có món quà tặng em. Ủa đâu rồi? Cái hoa đâu rồi? Hoa gì? Hoa gì anh? Hoa gì? Cái lẵng hoa. À. Rồi, okay. Vô tổng tặng hoa vô rồi bán bất động sản liền. Rồi. Anh hôm nay ngày đầu tiên gặp mặt thì anh cũng muốn hoa tặng em để làm kỷ niệm. Cảm ơn anh. Khoan giới thiệu dự án nha. Vô chuyện tình yêu đi. Hôm nay tới đây thì trước đây anh từng làm giáo viên dạy nhạc, nên tới đây mình không có quà tặng gì nhiều. Mình xin hát bài hát nó vui vui nhỏ nhỏ để cho phục vụ quý khán giả. Và tặng hai MC, tặng em ha. Thì mình sẽ hát cái bài hát nó là dân ca Bắc Bộ. Bài đó đàn cù. Hát ha. Hát đi. Tại vì thường á em hát thì em hay đứng, còn bây giờ ngồi thì nó hơi bị cái. Đứng lên, đứng lên, đứng, đứng lên anh cứ việc đứng lên đó. Dạ đứng rồi. Thiên ai kêu sếp ơi cái đèn cù vội dây ơi ngựa dây tít mù nắm lại vòng quanh bao giờ tôi bên cái duyên à anh vội dây ơi ngựa dây vòng quanh ơi cái tít mù là khen ai kêu sếp ơi cái đèn cù đèn cù đèn cù là đèn cù ơi 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 đèn đèn ơi ngay mình cảm nhận về nhau thế nào đi nào
nói bằng cả trái tim của mình, mình nghĩ sao nói vậy. Bắt đầu đi các bạn, 2 phút bắt đầu. À, coi như là mình tới đây mình là chung nghề bất động sản thì mình hiểu về dự án rất nhiều, nhưng mà mình tới đây cái chương trình chính là tình yêu, đúng không? Anh thì nói chung anh không phải là kén, nhưng mà anh kỹ tính thôi, và anh biết quan tâm chia sẻ người khác, nhưng mà anh không biết nấu ăn. Hồi nãy em nói là tìm cái người biết nấu ăn thì anh không biết, nhưng mà quan tâm chia sẻ chăm sóc và cầu tiến là anh rất có nhiều luôn. À, nếu anh biết nấu ăn thì hai đứa mình cùng học để nấu qua cho ăn. Tình nào giờ là em ăn cơm bụi quen à. Cơm bụi thì cho nên là cái việc mà nấu ăn thì đối với em nó dở lắm. Nói chung là nếu mà có người đồng hành chung với em thì em có thể sẽ nấu được. Ok. Quan điểm tình yêu của gì em hãy nói với cho cô ấy biết. Quan điểm tình yêu hôn nhân của em là gì? Tình yêu của em thì em có quan điểm là em nhìn mà em thích thì mới bắt đầu yêu, còn mà không thích thì không yêu. Vậy giờ anh nhìn em thích chưa? Anh nhìn em anh thấy được. Vậy thì được rồi. Rồi thì Oanh có ngại vấn đề làm dâu không? Em thật sự rất là vụng về trong vấn đề cơm nước. Công việc em thì anh biết bất động sản mà, đôi khi là có những cuộc hẹn và những cuộc họp nó rất là bất ngờ. Thì em nghĩ là nếu em về trễ về sớm thì bác có phiền hay không? Thì nói chung hiện tại nhà anh là 4 người. Thì anh em của anh nó đã lấy vợ nó ở riêng rồi. Bây giờ anh hiện tại anh ở với ba cha mẹ già. Anh thì anh đi tối ngày. Thì cha mẹ anh giờ già rồi, 70 mấy tuổi rồi. Thì chắc chắn phải có người đỡ đần chứ không thể nào mà gánh vác được. Thật sự là vậy. Tức là khi mà em lấy em về chắc chắn em phải làm dâu. Bây giờ á là còn một điều quan trọng nữa là gì? Ai sẽ là người chịu hy sinh cái nghề của mình để phục vụ gia đình? Hết sức là quan trọng. Em nghĩ nếu mà hai đứa cùng có kinh tế thì cái việc mà việc nhà hay là những cái việc nấu cơm, lắp giặt để chăm cho bác khi mà mẹ anh không còn khả năng, em nói ví dụ thôi, thì lúc đó thì nó sẽ khác. Còn nếu như mà hiện tại kinh tế hai mình làm bất động sản thì anh hiểu kinh tế hai đứa đó ổn, thì vấn đề mà thuê người để chăm làm những việc nhà thì ok, em thấy bình thường. Đó cũng là một cách hợp lý. Bây giờ chúng ta nói một câu chốt lại, trong lòng mình đang suy nghĩ điều gì về người đối diện và mình cảm giác như thế nào? Khi mà em tham gia chương trình này thì đã xác định là chương trình đã bỏ công bỏ sức và tìm một cái người đối tượng cho mình, thì mình hãy biết nắm bắt. Còn nó như thế nào nữa thì chưa biết. Trước mắt là mình sẽ đồng ý 100%. Rồi, đó là quan điểm của anh. Cô gái sẽ nói gì? Nó sẽ cho kết quả bằng nút bấm hay là không bấm. Đã đến lúc bấm nút, chúng ta phải lắng lòng mình lại, nhắm mắt lại, kiểm tra xem con tim mình có rung động hay chưa. Phải bấm nút bằng cả trách nhiệm và con tim của mình. Bấm nút là trao duyên, không lấy lại được. Mong sẽ có kết quả tốt đẹp cho cả hai bạn. Và bây giờ bắt đầu nha. 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi, hãy nắm tay nhau nào. Các bạn hôn nhau để kỷ niệm cái ngày bấm nút nào. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Chúc mừng các bạn. Dạ anh Tân, tuổi quê của anh ở đâu và công việc mình là gì, mình chủ động chia sẻ cho tụi em ha. Ok, mình tên là Ngô Văn Nhì, đến từ thành phố Đà Nẵng. Mình năm nay 34 tuổi. Công việc thì hai công việc, vừa xây dựng vừa bất động sản. Vừa làm xây dựng vừa làm bất động sản luôn. Rồi. Rồi, anh nói về một xíu về bản thân mình đi, những cái tính cách, điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào anh? Điểm mạnh của mình là thích thật lòng, chân thật, thẳng thắn, rõ ràng. Điểm yếu là hay nhút nhát trước những đông đông, nhất là phụ nữ. Rồi sau nay mạnh dạn đăng ký tham gia chương trình nè. Sao? Nhát như vậy đứng trước phụ nữ không được, rồi lên chương trình có được không? Tất nhiên mình phải cố gắng chứ. Rồi hồi trước giờ Lan đã từng lập gia đình chưa hay là trải qua mấy mối tình rồi? Trải qua 2 mối tình rồi. Còn gặp bao giờ? Sẽ cho em 2 mối tình đó đi ha. Mối tình đầu tiên năm 2010. Quen được 2 năm rồi là chia tay vì lý do là không hợp nhau. Còn mối tình thứ hai thì cách đây 2015. Nói trong cuộc sống vợ chồng là cái duyên cái nợ, mình không biết trước được điều gì. Là anh đã từng kết hôn rồi hả? Chưa kết hôn, đang độc thân. Không, ý là trước đó là đã kết hôn chưa?
Chưa kết hôn, chưa kết hôn. À, còn cái mối tình năm 2015 là sao? Cũng quen được một năm rồi hai đứa bỏ nhau vì không tìm được tiếng nói chung ấy. Là hai mối tình là cụ thể là chia tay vì lý do gì vậy? Vì lý do thứ nhất là không hợp nhau, thứ hai là không ai nhường nhịn ai hết. Ừ, là mình cũng nhường nhịn bạn gái luôn. Mình là mình cũng im lắm rồi chứ. Yêu thương bạn gái mình phải chịu chụp nhưng mà quá đáng quá chịu không nổi được, không kêu chịu không nổi được nữa. Ừ, là bao lâu rồi anh không quen ai? Từ 25 đến giờ. Giờ tập trung vào lo công việc cũng không có thời gian đi cà phê cà phố, không gái gú nữa. Ừ. Tính mình không thích lan nhang. Rồi, ở ngoài Đà Nẵng là anh đang ở nhà với ai? Đang ở nhà ba mẹ. À, nhà ba mẹ hả? Ủa rồi đợt vừa rồi là ở ngoài Đà Nẵng có bão gì đó, nhà mình có bị ảnh hưởng gì không? Không em ơi, nhà anh vẫn ổn. À, dạ rồi. Bây giờ anh mong muốn tìm kiếm một cái người bạn gái như thế nào? Một người bạn gái là phải biết quan tâm, chăm sóc, chia sẻ cùng với dây chồng mình, gia đình. Biết yêu thương gia đình con cái là được rồi. Rồi ngoại hình, tuổi tác, vùng miền sao? Ngoại hình thì ưa nhìn một chút, còn tuổi tác thì không quan trọng. Lớn tuổi hơn em cũng được luôn. Hả? Lớn tuổi hơn, rồi người ta có gia đình thì có được không? Điều đó thì tất nhiên được chứ. Thì vợ chồng thì bao quan trọng tuổi tác đâu. Cái quan trọng là hạnh phúc của mình như thế nào, cuộc sống của mình như thế nào thôi. Ý là cái cô đó lớn tuổi nhưng người ta đã từng lập gia đình thì anh chịu không? Bình thường mà, quan trọng biết cảm thông, biết chia sẻ được rồi. Rồi, ok, tiếp. Và bạn gái đang ở khu vực nào thì được? Tình yêu thì hạnh phúc thì ở đâu cũng được hết. Mình thì đi bương trải nhiều rồi, ở chỗ nào mình sống cũng được. Ừ, có thể xa được ha. Rồi, có điều gì đặc biệt, yêu cầu đặc biệt ở bạn gái nữa không? Để biết nấu ăn một chút và cùng sở thích với mình, nhất là đi du lịch. Ừ. Biết nấu ăn. Mình sở thích là du lịch, nghe nhạc bolero và đi câu cá thế thôi. Rồi, anh có ca hát thì được không? Hát thử nghe đi. Hát thì được chứ. Ừ, rồi hát luôn. Gió về miền xuôi, anh đưa em quy nẻo đường đời. Gió đầu non, gió lọt đầu ghen, đường em đi đưa nở hoa khắp luôn cây. Trên đường em đi đường nở hoa khắp bốn mùa. Ok, rồi anh làm cái đó thì là công việc của anh như vậy, thu nhập có ổn định không anh? Thu nhập tầm khoảng bao nhiêu tháng? Thì ổn định, công việc về thời gian thì vô tư. Là trung bình bao nhiêu một tháng á? Nếu mà một tháng mà thu nhập tốt thì tầm 30. Ừ. Rồi bây giờ nếu mà hiện giờ cưới vợ đã chuẩn bị gì để cưới vợ được chưa? Cưới vợ mình sẵn sàng là chuẩn bị hết rồi. Gia đình hết bố mẹ là có gì? Nhiều là chuẩn bị nhiều để cưới vợ. Nói chung là đủ cuộc sống trang trải gia đình của mình. Ba mẹ cũng hối lắm rồi. Ừ. Mà cưới về là không cần phải làm dâu đúng không? Ở đâu cũng được đúng không anh? Cũng được, ở đâu cũng được hết. Dâu rể hay là không đó không quan trọng. Thích ở rể thì mà thích chồng ra ở riêng thì ở riêng. Quan trọng chỗ nào cũng tốt mình ở, chỗ nào phát triển mình ở. Ông bà đó đất lành chim đậu mà. Ừ, rồi, ok, cảm ơn anh Dì ha. Cái buổi cắt ngày hôm nay là ngắn gọn vậy thôi. Nếu mà mình được chọn thì sẽ nhận thông báo từ chương trình thêm ha. Ok, cảm ơn chương trình. Dạ rồi, mình xong rồi anh khách ra cuộc gọi giúp tụi em nha. Sao? Anh thoát ra cuộc gọi giúp tụi em nha, bấm cái nút đỏ. Okay. Dạ, chào chị ạ. Ồ, anh đang ngồi ở trong xe hay sao vậy? Đúng rồi ạ, lúc nãy gọi như là đang đi công tác cho nên là không bận. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu cát luôn ha. Thì mời anh là giới thiệu họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì nha. Anh cứ chủ động chia sẻ giúp tụi em nha. Vâng, em chia sẻ ngắn gọn thôi. Mình là Trịnh Bảo Kim, 50 tuổi, thì công việc chính là lái xe, nghề nghiệp bộ đội, thì hiện tại đang công tác tại Thái Nguyên. Ừ, là đang, hồi nãy anh nói là nghề nghiệp bộ đội, xong rồi lái xe là sao anh? Tức là công việc hàng ngày là lái xe, à. Còn nghề nghiệp là bộ đội.
Là mình từng đi bộ đội hay là hiện tại mình đang trong quân ngũ? À, rồi hiện tại là anh ở Thái Nguyên. Vậy thì nếu mà có người phù hợp mà mình ghi hình ở Sài Gòn thì anh có sắp xếp xuống Sài Gòn được không? Dạ cũng được ạ. Ừ, là anh bộ đội là anh ở trong cái doanh trại nào hay như thế nào anh? Hiện đang công tác tại Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Tổng cục Quốc phòng, dạ rồi, ok. Anh nói một xíu về bản thân mình đi anh, tính cách của mình như thế nào, điểm mạnh, điểm yếu ra sao ha? Nói chung là về tính cách thì cũng hòa đồng thôi. Cuộc sống gia đình thì trước cũng có, nhưng mà ly hôn cũng được 6 năm rồi. À, là ly hôn, là nãy em nói ly hôn được bao lâu rồi ạ? Được 6 năm. Là mình có con chưa anh? Có hai đứa, hai cháu rồi. Dạ rồi, bây giờ anh cứ chia sẻ giúp em về cái cuộc hôn nhân đó ha. Mình kết hôn năm nào, ở với nhau bao lâu, sao mà lại ly hôn nha? Rồi, mình kết hôn cũng được 20 năm. Sau 20 năm thì nó cũng có nhiều những cái khúc mắc trong cuộc sống. Cho nên là vợ chồng thì bắt buộc phải chia tay. Thì con thì ở hết với mẹ, còn bản thân bây giờ mình đang ở nhà công vụ của đơn vị. Rồi anh cho em biết cái lý do khúc mắc cụ thể là gì, để ví dụ nếu tụi em có tìm thêm cái người mới sau này thì mình sẽ hạn chế những cái phần khúc mắc đó. Tức là trong quá trình tức là người vợ thì nó không trung thực, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cũng có những con mối quan hệ với tịch cũ. Thế cho nên là bản thân tôi là cũng không thể chấp nhận được cái việc đó. Cũng phải chia tay. Tôi chỉ cần thực ra thì bản thân tôi thì cái điểm yếu thì nó là như vậy, bởi vì có những cái mình không thể chấp nhận được. Sống thì cũng yêu quý trẻ con, cũng yêu quý gia đình của bản thân, yêu quý vợ con, đấy là về bản thân. Cái điểm yếu là không chịu được những cái áp lực mà người vợ đem lại, nó không đúng. Chỉ cần một người phụ nữ trung thủy thôi, thẳng thắn, trung thủy, thế là được, không đòi hỏi gì nhiều đâu. Vậy thì là trong 6 năm qua thì anh có tìm hiểu ai khác không? Thực ra thì cũng có, nhưng mà thấy có nhiều cái cũng không phù hợp, bởi vì là phụ nữ bây giờ người ta đặt vấn đề lên, nhiều vấn đề lên hàng đầu lắm, thế cho nên là mình thấy là bản thân mình cũng không xứng đáng hoặc không đáp ứng được, thì thôi mình cũng không tiến tới những cái việc hôn nhân nữa. Dạ rồi, ok, bây giờ anh nói luôn cái hình mẫu anh mong muốn đi, ngoài cái người phụ nữ thẳng thắn trung thủy thì những cái tiêu chí về ngoại hình, tuổi tác, vùng miền như thế nào anh? Tuổi tác, vùng miền thì cái đó thì có thể hơn mình hoặc kém mình, nó ở cái mức độ vừa phải thôi, chứ cũng không kém nhiều quá. Là hơn tối đa bao nhiêu và kém tối đa bao nhiêu, anh nói rõ cho em nha. Hơn tối đa thì cũng chỉ đến 2 tuổi thôi, chứ hơn nhiều quá không được. Rồi. Cái thứ hai là kém thì nó cũng kém được khoảng dưới khoảng 16 tuổi là được. Kém 16 tuổi. Rồi. Còn kém nhiều quá thì sẽ nó không cùng cái suy nghĩ thì nó cũng rất khó. Rồi kém 16 tuổi tiếp đi anh ơi, rồi còn gì nữa không? Về cô này đang làm công việc gì, ở đâu, như thế nào? Đó, những cái tiêu chí anh cứ đưa ra hết. Nói chung là cứ biết kiếm tiền là được rồi. Ngày kiếm đủ cơm 3 bữa, quần áo mặc cả ngày thôi, chứ cũng không đòi hỏi gì phải công việc kia đâu. Có thể là bán rau, bán cỏ ngoài chợ cũng được, không sao cả. Rồi tiếp đi anh ơi, cô này là quê quán vùng miền ở đâu? Quê quán vùng miền thì ở đâu cũng được. Rồi anh có thể yêu xa được đúng không? Yêu xa được, mà có thể là sau khi rời quân ngũ thì có thể là theo vợ về quê vợ cũng không sao cả. Bởi vì là bản thân ở Thái Nguyên thì đang ở nhà công vụ, cũng không có cái gì là cố định cả. Bao lâu thì anh mới rời quân ngũ? Còn bao lâu nữa? Nếu mà theo điều kiện chuẩn trong cái quy định ở trong quân đội ấy, thì mình còn 4 năm nữa. Còn nếu như mà bản thân thì có thể là 2 năm nữa là nghỉ thôi, 1 đến 2 năm nữa.
Dạ rồi, ví dụ cô này cũng cùng hoàn cảnh đã lập gia đình này kia vẫn được đúng không? Dạ, không sao cả. Ừ, dạ rồi, ok, anh còn yêu cầu gì đặc biệt nữa không anh Kim? Dạ, cũng không yêu cầu gì nhiều lắm đâu. Dạ rồi, ok, sau cái buổi cắt này nếu mà mình được chọn thì chương trình sẽ báo cho mình biết ha. Và vâng, nếu mà có người phù hợp thì sẽ có một biên tập trao đổi kỹ hơn nội dung với anh nữa nha anh Kim. Vâng, dạ vâng. Dạ rồi, em cảm ơn anh ạ, mình xong rồi đó, mình phát thôi cuộc dạ. gọi giúp em nha. Vâng, cảm ơn chị ạ. Dạ, chào chị. Dạ, chào anh.